Yo, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn tiếp tục với tựa game Forza Horizon 5 Hot Wheels này. Và chúc mừng các bạn, đây là cái hành trình mà mình chuẩn bị đi mở khóa cái mức cao hơn nha các bạn. Đợt trước là mình đã mở khóa lên cái mức là rank A rồi, thì hôm nay mình sẽ lên tới rank S1 ha. Đó các bạn. Và sau khi mình làm xong thì nó sẽ tặng mình một con xe. Và hình như con xe đó là con xe này đúng không ta? Nhìn nó khá là lạ. Để bây giờ mình sẽ chạy qua. Và mình chỉ cần đi một cái đường thẳng thôi mà mình đánh một cái vòng là mình tới rồi. Get go, mình đang đi một cái con xe này cũng là Hot Wheels nha các bạn. Thì tổng những cái xe Hot Wheels trong này là tầm 10 chiếc ha, bao gồm cả chiếc Twin Mill luôn á. Mình đã mua sẵn cho cái đoạn F1 này rồi. Ok, bây giờ lên đường thôi. Xe này là mình có gắn cái cánh gió nhìn cho nó hầm hố hơn, cao ráo cái xe hơn một xíu. Con này thực sự là nó chuyên đi off-road nhiều hơn là so với đi đua bình thường rồi các bạn. Chạy đầy xuống dốc cũng được 400 mấy nhưng mà cái handling con này nó hơi tệ. Lý do mà lấy con này đi là tại vì một hồi vô kia là nó cho mình đua xe khác chứ không phải đua xe này. Con này nó bẻ lái nó không ăn luôn kìa. Ghê quá à. Các bạn thấy cái xe mình nó chạy nó rất là lượn, nó không có đầm á. Con này chỉ để đi off-road thôi. Tới rồi. Rồi, vô. Và mình sẽ đạt được 3 sao nếu mà mình hoàn thành trước 2 phút 30 giây ha. Coi như là hôm nay mình sẽ được cầm lái một cái chiếc xe đặc biệt, đó chính là chiếc Stuban này, 3.3 lít twin turbo. Xe này, cái hãng này mình chưa nghe bao giờ luôn các bạn. Hình như đây là xe, cái tên xe là 962 CR đúng không? Con xe này được đua trong cái giải Le Mans 1983 các bạn. Bên đầu xe này nó cũng xịn sò và khá là nhanh nha các bạn. Cái cabin của nó hơi cổ, đúng là mấy con xe thời xưa. Con này giống đầu cầu sau và mình thấy nó hơi khó điều khiển một xíu á. Mình tưởng đâu là nó cho mình đi xe Hot Wheels nhưng mà không, hôm nay nó cho mình đi một con xe cũng gọi là huyền thoại của cái giới xe đua thời trước. Và hôm nay cái con nhỏ Alejandra này nó kêu nó đem một cái đối thủ xứng đáng tới với mình. Đó là cái thằng Rami nè, thì nó xin đi theo để được đi đua. Và bây giờ là mình sẽ đua theo dạng là một con xe đua huyền thoại đối với một cái con xe Hot Wheels cũng huyền thoại. Con kia là con Twin Mill các bạn. Đó, con này cầu sau. Cái con Twin Mill đó mình mua sẵn là mình đợi mình lên S1 là mình lấy mình đi liền luôn á. Ui, Thanh con này ăn cực kỳ luôn. Ui, vừa cái mồm luôn các bạn. Thanh ăn cực kỳ luôn. Ghê quá, con này còn sao cho nên là các bạn chỉ cần lố ga một xíu thôi là cái đít xe nó quay liền luôn á. Ba sao cho vòng 2 phút 30 giây hả? Để xem. Nhanh quá. Trong này các bạn, để mà các bạn muốn chạy nhanh mà để top 1 á thì mình cần phải chạy theo cái racing line. Mình tắt cái đó rồi. Mình muốn pro thôi nhưng mình tắt cái đó rồi. Và các bạn vào cua các bạn đừng có drift ha. Không phải như những game Need for Speed mà các bạn vào cua các bạn drift đâu. Game này mà các bạn drift là các bạn sẽ bị mất hạng liền luôn. Tại vì cái tụi AI nó chạy theo cái đường chạy của nó rất là ghê. Drift nó đẹp mắt thiệt nhưng mà nó không có rút ngắn thời gian, còn tăng thời gian lên nữa. Các bạn thấy cái xe mình lướt không? Là thằng quỷ kia nó tới rồi, nghe tiếng xe nó rồi đó. Đó. Giờ mình sẽ chạy, mình không trip nè. Con này mà chạy theo kiểu kia là mình thấy nó hơi bị đã luôn á. Ui. Ghê quá, xe này nó mạnh mà nó không có công nghệ gì hết trơn á.
vừa ra cái cua mình xoay bắt đầu phát là cái đứt xe mình nó xoáy một xíu nữa là nó quay đầu luôn các bạn. Kinh khủng khiếp, xe quá mạnh. Mấy con này bao nhiêu mã lực nữa đây? Mạnh nhưng mà cực kỳ khó điều khiển luôn, rất là dễ bị mất lái. Phanh cũng rất là ăn nữa các bạn, nhắm phát là ăn à. Thằng cu này mình có thể vượt được á, nhưng mà mình không biết là mình có thể đáp ứng được 2 phút 30 giây. If you let him beat you, I will never hear the end of it. Ủa? Vậy đó rồi hả? À. Ok, không để ý luôn á. Rồi, về đích 2 phút 23 giây. Mình không để ý luôn á. Mình tưởng đâu là còn một đại nữa, tại mình thấy nó ghi còn mấy cây nữa. Đấy, cũng được. Con này phải nói là chạy mà tập trung mà chạy con này cực kỳ đã luôn các bạn. À, có mấy cái khúc cua mình hơi mốm ga một xíu là cái đít xe nó xoáy liền luôn. Và mình cần phải kiểm soát nó liền ngay lập tức luôn, không thôi là nó sẽ văng ra ngoài luôn. Hơi bị đã nhưng mà nó hơi ghê, kiểu con xe nó như là cái con ngựa hoang vậy. Rồi thế là mình đã lên được S1 class. Quá trời điểm đô luôn vậy. Ôi quá trời luôn. Quá trời luôn. Bây giờ mình còn kiếm thêm 578 cái huân chương nữa mình mới lên được S2. Và trên S2 là cái ít thôi các bạn. Rồi để xem coi nó thưởng cho mình. Đây, Stuben 962CR đời 1993. Cái logo này lần đầu mình thấy luôn, thực sự luôn á. Và về thông số mã lực của nó thì con này là 600 mã. Mô hình xoắn cực đại là 650 Nm. Và trọng lượng của xe là 1050 kg. Khác gì mấy con siêu xe bây giờ đâu, còn hơn mấy con siêu xe bây giờ nữa các bạn. Ghê thiệt chứ. Con này là Twin Turbo ha, 600 mã. Mà cái xe chút xíu thôi các bạn, tầm 1 tấn hơn mấy con siêu xe bây giờ nữa. Đỉnh thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ thử lượng một vòng cho các bạn xem ha. Con này thì nó hơi lạ lướt mà mình chưa quen. Lướt hơi bị đã luôn các bạn. Và xuống đây thì đường thẳng rồi. Thì mình cho các bạn xem thử cái tiến trình của mình. Hiện tại là mình đã xong cái B và A rồi nè. Bây giờ mình tới S1. Thì sau khi mà các bạn đua cái map này xong, mình sẽ được tặng một con Kobo Camaro của Chevrolet. Và đây là con xe Hot Wheels nha các bạn. Hình như con này nó không có trong cái danh sách kia. Hàng này hàng hiếm. Và xuống đây các bạn sẽ được con 2Z, một con xe nhìn nó khá là lạ. Và dưới này thì mình sẽ được con Ford Mustang Hot Wheels. Con này mình có rồi. Và cuối cùng lên S2 các bạn sẽ được tặng cái con Hot Wheels BTTB. Đây là cái con xe mà hồi đầu của cái phần Hot Wheels này mình chạy cho các bạn xem á. Nó cũng rất là xịn sò và nó cực kỳ bám đường luôn ha. Để xem coi bây giờ mình sẽ vào trong cái phần này mình đổi xe. Đây là cái danh mục xe Hot Wheels của mình. Đó, thì hiện tại là mình đang có 2, 4, 6, 8 chiếc xe Hot Wheels. Chiếc lúc nãy á, mình chạy là chiếc Drift Rod này. Ford Mustang mình đã có rồi, tại vì mình mua rồi các bạn, mình mua sẵn luôn rồi. Mình không có đợi làm nhiệm vụ. Và cái con Twin Mill này mình cũng mua luôn, con này mình mua tới 3-4 triệu vậy á. Mình đã độ sẵn S1 luôn các bạn.
Thì bây giờ mình sẽ thử đi đu một ván ha. Không biết là team mình có vào đu được không, tại vì team mình hiện tại đang ở mức A, còn mình đã lên S1 rồi. Con này là mình chưa có sơn lại tem, mình để cái màu gốc của cái Hot Wheels luôn rồi các bạn. Thử vào một ván đua của cái S1 này như thế nào. Khá là tiếc là hiện tại nó không có cho mình chơi co-op cùng với team nha các bạn. Nó chỉ cho mình chơi solo cùng với máy, hoặc là mình solo với những cái người chơi khác mà theo kiểu 1-1 thôi. Thì thôi giờ mình vô đấu với máy thôi. Sau thì mình cũng pro mà, cho nên là dăm ba con máy này bớt hư hư đi nha. Rồi mình tính gạo đua quỷ blue các bạn, nhưng mà không đua được. Đây là con Twin Mew mà mình đã độ. Thì con này cái cục máy phải nói là nó rất là đặc biệt luôn. Hai máy hai bên, máy V8 Super Jack, nhưng mà gấp đôi lên. Bình thường là một máy là đã khủng lắm rồi các bạn, con này là hai máy. V16 đâu, V8 cộng 2, V8 nhân 2, V16, hai cái Super Jack. Mâm OZ nữa. Con này đương nhiên là hàng Hot Wheels, không có thật ngoài đời, nhưng mà mình nghĩ là mấy con này cũng có người ở ngoài đời làm. Từ đợt mình có xem cái series những con xe Hot Wheels ngoài đời cũng đỉnh lắm các bạn. Mâm đẹp vậy ta. Mâm độ. Ủa tối ngày chơi độ. Chơi độ gì? Độ mâm. Mâm xấu gì hệt quà luôn. Chỉ nó là đồ chơi mà. Sao mình hứa đép nó đi con xe nhìn nó phèn dữ vậy. Thật ra cái đó là máy thôi, nhưng mà nó dùng tên bạn bè của mình các bạn. Nó giả danh bạn bè của mình. Quỷ xe cổ hồi xưa là quỷ hứa đép á. Quỷ lực số. What? Gì vậy? Cái mày chạy nhanh được tí không đi? Tự để xíu, cái này mình sẽ tập trung hơn, tại vì mấy con máy này nó chạy rất là nhanh các bạn. Ê, có mấy bạn có thể nào nhắc mình đá số được không? Chứ mình quên đá số mấy bạn. Đá số, đá số, đá số. Đá đầu chưa, đỏ mà đá gì vậy, mình đá nè. Mắc cồ quá thì nó đỏ rồi tao đá chứ. Á, đá, 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 đá. Rồi, giờ mình... Đúng. Được top 1. Nay mình chỉnh mấy con máy nó khó hơn bình thường rồi các bạn. Phải không? Cho nên là mấy con máy nó sẽ chạy căng rất là nhiều. Đường căng vậy? Ơi, cái đường nó đi xong rồi sang chấn tâm lý luôn. Nó loạn tiền đình luôn. Con này bám đường quá các bạn. Đỉnh thiệt chứ con này. OB vãi, con này chạy đúng bám đường luôn. Đúng là V16 quá khác. Twin Super Chat. Nghe là hầm hố liền. Đua cỡ này mà mình vô mình đua với team thì sao team đua lại được. Để hồi mình tạo map mình đua thử thôi. Xin lỗi nha, bạn chưa được đua là mình cóc đầu bạn rồi. Nói nghe thấy ghét mà con xe nó đập vô cái tường nó đỡ tức luôn á. Thôi chạy dở cái để hù. Tức quá. Ui cái thái nước đẹp quá các bạn. Ôi. Cảm ơn hơn thôi. Mình đã tắt cái thanh mà nó hiển thị cái mức độ cân bằng đó các bạn. Khó chịu cực kỳ cái thanh đó luôn. Che màn hình nhiều lắm luôn. Rồi giờ đến thôi, quá đơn giản. Quá là đơn giản. Có chỉnh boss xuống dễ không vậy ba? Không, boss khó nha. Rồi 2 phút 22 giây 772 khắc. Hay là 722 nữa là quá đỉnh luôn rồi. Tôi là tôi nghi lắm á. Không, boss khó mà boss này chơi cày nãy giờ. Ok, thì mình sẽ quay trở lại với cái con xe này. Tuy nhiên thì mình sẽ không có độ gì hết nha các bạn. Mình vẫn để thông số zin ha. Mình vào mình đua thử xem nó lả lướt như thế nào. Mấy con này team mình cũng chưa bao giờ biết luôn cái hãng này. Steuben 962CR. Đời 1993. Nhưng mà nhìn cái form nó cũng hao hao giống cái con xe... TVR đúng không? Nói chung là cái form xe này mình đã từng thấy trong cái Forza này rồi.
mình không nhớ chính xác là con nào, nó gần như con này luôn. Cái đuôi thì nó khá là giống con mấy con bò trơ mà đời cũng đời 1990 các bạn. Kiểu nó kéo dài ra hai bên giống như con ếch của mình, nó cũng kiểu giống vậy. Cái này nó lạ, là đầu tiên mình thấy cái xe như này, cái hãng xe như này mà xe quá mạnh và quá nhẹ. Sao ốc nhiều vậy? Vậy nó ốc quá trời luôn. Con này là đua trong Le Mans luôn á. Hơi bị đỉnh. Ui. 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 Mấy bạn à, đây nãy mình để cái độ khó của mình là highly skilled nè. Còn expert là nó quá đỉnh cao rồi, đua không lại các bạn. Pro với là unbeatable là không bao giờ các bạn rượt nó kịp luôn. Các bạn thấy khói nó thôi á. Mình để như vậy mình đua highly là đã ok rồi. Cái trình của mình là như đó thôi. Gì đây? Ferrari không biết bao nhiêu rồi. Cái con này số 1 của nó lên rất là cao nha. Nhưng mà các bạn mà lên số sớm nó sẽ không bị xoáy bánh, nhưng mà nó bị đụng khác rồi. Cái này đụng lú cái này luôn. Mình thấy là một con khác là Diablo gì đó. Biết xe Jin chạy lại mấy anh chị này không nữa. Con này số sàn nha, các bạn thấy cái mức độ lên số của nó cực kỳ chậm luôn. Hả? Động cơ ngay hay. Ờ, động cơ 3.3 lít Twin Turbo. Đùa đùa, cấp 2 rồi các bạn. Ui, cái chỗ đó các bạn có thể lọt được xuống dưới kia nha. Không có cái thanh nó chắn các bạn đâu. Con này như số sàn sẽ cấp số rồi vậy. Đó, các bạn thấy không, nó trả số cực kỳ chậm luôn. Tại vì do là số sàn phải có đạp côn nữa, cho nên là nó không phải như mấy cái số tự động kia. Đâu, siêu xe là nó gọi là số bán tự động chứ đâu gọi là số tự động được. Kiểu nó giống như cái cơ cấu số sàn, nhưng mà các bạn không cần phải đạp côn thôi. Giống hộp số DCT á, kiểu vậy á. Chứ không có gọi là số sàn hoặc là số tự động được. Tự động là nó kiểu như kia. Mình nhớ không nhầm là siêu xe nó gọi là số bán tự động. Xe tự động mà có hộp số. Hả? Xe tự động mà có hộp số. Có mà. Còn cái mà tự động mà không có hộp số dễ lắm. Không, cái tự động kia là cái CVT là khác. Còn cái tự động nó vẫn có hộp số. Nhưng mà trên siêu xe nó gọi là bán tự động thôi. Tại vì nó vẫn còn mấy cái, nói chung là anh không biết giải thích sao mà đợi anh có nghiên cứu coi không biết đúng không, không biết cái nguồn nó coi có đúng không. Nhưng con xe này chạy đã vãi, xe Jin nhưng mà chạy cực kỳ đã luôn các bạn. Mình không, con boss này mình nghĩ tăng hơi gây cấn để dán sao mình. Nhưng mà hình như mình hết cái map đua này rồi. Mình chỉ có được hai cái map đua như này thôi. Và bây giờ mình sẽ qua tới cái map đua Upright các bạn. Xe này đã, thực sự để Jin chạy nó rất là đã rồi các bạn. Độ lên nó sẽ mất cái hay của xe và mất cái tiếng máy nó luôn. Đỉnh đó, ok, không chút gì đâu. Đây đua ghê vậy ta. Một nghìn mà cũng cho nữa. Vô bạn, chỗ đây tôi đuôi bạn nữ dán rồi, xem coi ai ăn bạn. Bạn ơi, bạn bước trình bạn ơi. Đây, sau khi mình đua xong thì bây giờ để mình trang cái filter này lại, tắt hết trơn, mình chỉ bật cái mấy cái nhiệm vụ đua thôi. Rồi, cái story có nè. Ok. Cái này đua rồi, cái này cũng đua rồi. Story lần này là nó ở đâu vậy ta? Đây. À, đây. Vô. Hey, you'll be doing all the talking for this one. Here, take the keys and I'll be on the radio. Con này quen quen. Diablo. Cũng xưa lắm rồi á. Fair warning, I've got loads to tell you. Ok, chạy trên 100 dặm trên giờ hả? Là 160 km trên giờ á. À, con xe gì đâu mà. Xe này nó lả lướt quá các bạn. Bạn phải chạy trên 100 dặm trên một giờ mà liên tục. Look at this.
Trời mưa với lại giọng của mẹ kia nói radio cái mình hết nghe được tiếng xe luôn. Con này nó chậm dữ ta. Chạy cái con Stubin lúc nãy giờ chạy con này nó chậm cực kỳ luôn. Siêu xe chứ. Những cái gạt mưa tục thiệt. Vừa to vừa chiếm chỗ. Rồi em chạy lên rồi nè. Hình như là các bạn không phải là giữ trong cái thời gian đó mà là từ đây chạy tới kia là 7 cây số, và các bạn không được dưới 100 dặm. Nếu mà dưới là nó có thời gian đếm á, hết thời gian đó là mình thua. Căng á, nên mình chạy không quen. Phải giữ ra cũng khá khá. Ông đừng tốc độ mình mới đi tới đích được. Còn 5 cây nữa. Đó các bạn thấy không? Thôi. Cái tua đó thì sao mà đỡ được. Nào mấy anh, đứng giống em các bạn. 4 cây nữa. Chơi gì hết. Hết thời gian. Không mà lúc đầu xe này chạy không quen. Chạy chưa quen với cái xe này, quen cái con thôi, kia. Thôi vô trình thôi. Bớt nha, vô đây mày đua mày. Trời, tôi không còn thôi. Phải không? Tôi nhớ bạn đang ở mức A mà bạn. Tôi nhớ là bạn nào chỉnh cái mức AI xuống. Ủa rồi ai chỉ? Không bạn ơi, tại bạn là biến. Không kịp, các bạn còn 2 cây nữa. À, nút cua. Rip nè, rip nè. Không rip được, trong này không rip được. Rip là nó cực kỳ chậm luôn. Nghiệm ra rồi. Ấy 10 giây. Trong vòng 1 cây nữa. Đường thẳng. Ok, đường thẳng. Rồi, được rồi, 10 giây. May quá. Sao? Ủa nó có tính sao đâu, nó làm gì tính sao? Không chơi. Có không, có tính sao không vậy? Nghe hoang mang vậy. I've set you up with a rip rod for this one. Đây. Bây giờ mới là vô chủ đề nè các bạn. Rip rod, con này mình đang có. Này nó gắn cái mui dù à. Sao nhìn con này nó lạnh dữ vậy? Obviously we can't go into a toy store or convention floor, so I'll simulate the experience with some treasure chests. Này nó đua thôi, nó nói nhiều các bạn, thực sự luôn. Mối quan hệ ý Forza Horizon 6 bất nói lại, nói nhiều quá. Ồ quá tốt chuyện rồi, trời toàn nói. Rồi ông nhắm thôi dần 6 chừng nào ra ông nội. 4 nữa. Bây giờ là các bạn đi tông những cái thùng này. Bây giờ thôi hả? Tông nhiều rồi mình sẽ được sao nhiều các bạn ơi. Tông 20 cái được 2 sao má ơi. Hết trò heo. Nó không để vị trí mấy cái hòm nữa chứ. Tại vì là cái đèn xe nó chói. Quỷ này gắn led 3 các bạn nhìn nè. Mà tuyết á, nó đâu có thấy được đường đâu. Trong vòng bao nhiêu đó thời gian các bạn phải tông hết mấy cái thùng này. Nó để một con đường thẳng cho mày mà vậy. Có không? Có, nó để thẳng đi đường kìa. Đây kêu nó nói vậy. Ok. Cái thùng này là bên cái đảo bên bây giờ bên giờ 4. Nè cái nhảy số 5 cái nè. 25. Dạ. Trời dư sức. Thế nè nó 30 thì mới ok hơn đó chứ. Mình
Ý anh trời. Thông cảm đi. Tuyết trơn chứ bộ người ta có muốn gì đâu. Còn thùng nữa ở đây có không vậy? Có. Ủa? Không có. Rồi không, hết thời gian. Còn teo. Chứ mình áp lực khi mà đua có mấy người thứ kia nó ngồi nó chọc mình đó các bạn. Đây còn thùng nè. Thiếu thùng. À thiếu thùng. Một thùng nữa, không 20 giây dư. Mà đường này mình chạy rồi. Rồi xong. Chín. Yeah. Rồi đó mà tôi còn nó cười nha. Đó. Sao không hết rồi bạn ơi, đây tới đây hết tính rồi. Cái hồi nãy là 30 là anh ăn cám rồi. Tại nãy anh chưa vô cái đó rồi. À, bây giờ nó cho mình con 2Z rồi. 2018 Hot Wheels 2Z. Con này nhìn nó giống như kiểu Upright nhiều hơn so với thiên hướng là những cái con xe theo dạng đua Rat á các bạn. Để mình lấy cho các bạn xem thử. Những xe nó kỳ, nó lạ lạ. Rồi, đua tiếp là mình lấy nhiệm vụ tiếp á. Dứt luôn. Mà để mình thử con 2Z xem như thế nào. Con này chạy đã cực kỳ. Con xe yêu thích. Mới. Đi nhận quà nè. Đây 2Z. Giờ mình đi đua cái kia là Hot Wheels Today. Là mình lấy con Ford Mustang nãy hả? Ford Mustang mình có rồi. Còn cái này là mình mở khóa cái Hot Wheels F1. Rồi cảm ơn. Thử xe xem như thế nào. Đây. Hả? Sao mình nói mà nhìn cái con xe nó thiên hướng off-road nhiều hơn. Ồ, phía sau làm đỉnh vậy. Ngầu vậy. Ồ, con này có thật ngoài đời nè các bạn. Con này mình có thấy mấy người ta chế. Sao cái bô nó giống như bô mấy con mô tô gắn vô vậy ta. Giấu mà. Tiếng này là tiếng turbo đúng rồi. Nghe rất rất khó chịu được chứ. À. Vô cái bên trong là bị bất ngờ luôn. Nó cổ quá. Nhưng mà nó cổ quá à. Con này cái tư thế lái với cái góc nhìn của nó giống như con Lamborghini Agostea các bạn. Lực mặt đất nó chia chúng luôn. Thì nó lót rồi nha. Nhìn cái form xe nó lạ quá, đúng cái xe Hot Wheels luôn á. Dễ quẹ con cái là lướt ghê vậy. Chạy cũng được, xe zin mà chạy cũng khá là nhanh. Mình mở khóa cái máy kia luôn. Con này giống như có đập côn quá ta. Độ trả số lên số của nó chậm ghê luôn. Đó. Rồi cái đường phía trước gì đâu mà nó ngoằn ngoèo ghê vậy. Cỡ suối tiên thôi. Quá ghê. Kiếp rồi. Đừng khen mày, khen cái lũi tường à. Rồi mình tới đây nè. Vô luôn để mình đua, để mình lấy cái con Ford Mustang. Mặc dù mình đã có rồi mà mình lấy thêm. Con này nghe cái tiếng giống như là cái tiếng nó bị khô mấy cái chi tiết á. Nó không có được gọi là trơn tru á các bạn. Nghe như cái tiếng rít của mấy cái kim loại nó bị khô, cái độ bôi trơn. Mua dưỡng sơn thịt vô. Nghe khó chịu thiệt chứ. I've always had a soft spot for the bone shaker. Ồ, bây giờ nó cho mình đi chiếc bone shaker này. Ok thôi. Nhìn xe là thấy giống đẹp liền luôn.
Cái này là cái đèn đầu tiên các bạn chỉ chạy tới cái đích đến đó nha các bạn. Lúc nào cũng vậy chứ, nó không cho mình vô chủ đề luôn mà nó cho các bạn chạy, xong nó nói một loạt vậy đó. Xong tới kia bắt đầu mới đua tính sao. Cái đèn hậu này đẹp quá vậy. Đèn này nó có không có cộng dây gì kìa. Thôi cộng dây kia còn số á. Nè, còn số á. Quân má ơi. Cái này mà mỗi lần lên số là dơ. Dơ nách lên. Dơ lên trời em. Nghe tiếng không? Nghe tiếng kim loại cơ khí của nó không? Rơi vậy cái sới đuổi dài của ông gì quá. Rơi vậy mới ngon chứ. Dài luôn á. Dài vậy luôn á kìa. Kìa bớt bớt nha. Còn có cái nơi gì còn phải 6 km hơn nữa mình mới tới cái điểm mà sắp cái đường nó ngoằn ngoèo vậy. Cái wheel này á chơi đã nhất là cái khúc mà các bạn lượn lượn mấy cái vòng tròn á. Với lại mấy cái đường mà nó uốn lượn mà nó xuyên 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 á, chạy hơi bị đã luôn. Mấy cái quỷ đang chạy nó mất cái cua vuông góc hay là cái cua hình tam giác là chịu luôn. Còn hơn cua cua chó nữa. Mất nguyên hình tam giác luôn. Nghĩ sao nó nói quá trời nói luôn các bạn. Có gì với lại người ta online mấy lần mình vô chơi xuất truyện vô nói không? Nói quá trời nói luôn. Nó muốn quan xin quỳ lại đó luôn chứ không bị được nói nữa. Khổ lắm rồi. Hôm nay có con rồng nè các bạn coi nè. Con rồng này nó ngủ rồi đó. Hôm nay hơi bị đẹp. Nè, thác nước nè, rồng nè. Món các bạn thấy đẹp nó đu cho nó nữa. Máng được không? Máng được. Cái máng nước á, máng nước trên kia. À, con này nó chạy chậm quá. Được cáp á. Không, không biết. Trời ơi. Gì vậy vậy mấy bạn? Trời. Đó, hồi nãy là lỗi thôi, hiểu không? Cái gì đâu căng. Cái cô này rộng anh ơi. Không đẹp, giờ là hên. Để họ anh kiếm cái cô dương góc làm lại cho nó làm gì đâu ghê. Ủa thì bây giờ anh lùi lại đi. Không, đây chạy có chớ mất mấy gì lùi em. Em rảnh quá à. Tao vô cua mình lại hả, chạy chậm lại. Rồi, tới nè. Lại chơi. Chạy dở. Ủa, các bạn nhìn từ đây tới đó nó kêu còn cách một cây bốn rồi các bạn. Bớt chơi đồ đi nha. Nói Google bạn. Bớt chơi đồ đi. Nghĩ sao kia đó cách cây bốn. Cây bốn. Mình thấy hình như ao cái Hot Wheels nó dắt ở trên cao nên nó bị lộn á. Nó bị sai về cái khoảng cách. Vậy là do thằng Dev nó cắm ở đó cái location đó. Ở dưới. Nice. À, con bon shaker hả? Sao nay chơi mấy con bon nhiều vậy? Mình không biết con này lắm. Rồi khúc này là bảo đảm là có thể nó sẽ bị giật giật theo cái kiểu kỳ cục của cái Forza các bạn. Đó, mới bị lỗi đồ họa các bạn thấy không? Xe mình nó sáng lên á. Mình dạo này rất là nhiều game luôn chứ không phải riêng cái game này. GTA 5 nè, rồi Forza nè. FF mình chơi trong cái khu vực những cây cỏ như này nó cao tầm 80-90 nhưng mà khi mà quay video lên các bạn sẽ thấy cảm giác cái khung hình nó không có được mượt. Cái năm cũng vậy mà Forza cũng vậy. Đợt trước mình cái đoạn mình chạy cái kia mấy bạn cũng kêu là nó bị không nói lên chỉ cho cách sửa. Hình như là vẫn còn chạy tiếp á. À, nó chưa cho mình đua 3 sao các bạn. Cái đậu xanh bớt bớt ngay kia được không? Như này sao mình so tài kịp với mấy thằng khứa kìa. Nó chạy đi. Nói quá trời nói luôn. Để nó có dốc kìa. Quên. Thôi thôi, tại xe nó nặng, nó bị lệch bên cho nên là mình phóng nó bị như vậy chứ thật sự nó không phải cho mình. Thôi, anh dở rồi. Đổi thường. Chạy này nó yếu chiều vậy. Quê, mình là xe áo rát nhưng mình không có đi riết nha. Em thấy lửa xanh bắn hơi bị nhiều luôn á.
Ê, cái bô này mà để đồ ăn vô nướng hay là hút thuốc châm lửa nó hơi bị đã. Ốp vô. Châm cái tay thành thịt nướng luôn. Trước khi đi xe... mình mua thịt bò rồi này kia mình ốp vô. Xe nó mập quá à. Nhìn đẹp vậy đó, mấy bạn thấy nó lướt không? Đó. Hôm bữa đi Samsung nó đi hồi nó lật nữa rồi. Anh coi cái bánh xe nó láng kìa. Không cảm nhà nghèo không có tiền mua bánh xe, không mua vỏ mới nên là nó hơi đầu chùa xíu. Sao nó vẫn còn nói nè các bạn. Rồi đuổi xe rồi ai mà nhìn cái đó đâu. Bớt nó đi được không, người ta tập trung đi. Nói về lịch sử, bố hết Hot Wheels luôn đó. Rồi mà để ý đâu mà. Rồi đi đọc mấy cái đó vậy ta. Nè nó đua còn cái nữa các bạn, còn cái đua nữa chắc chắn các bạn luôn. Cái cuối lúc nào nó không làm các bạn thất vọng đâu. Nó cho các bạn đua thêm một cái nữa. Hai quỷ kia là chạy thì mở đầu thôi, chạy hâm nóng thôi. Mình vô đùa nó nói tiếp. Nice. Now the ấy, con này đã nè. Vanabon Sanker nhưng mà phiên bản Monster Truck. Climb in and let's do this. Hình như là cái kiếc nước của người ta. Ờ, cái không, cái miếng thiết là hay gì á. Miếng thiết à, bình xăng, bảo vệ. Má ơi, con xe kìa. Ờ, bây giờ mới có 3 sao nè các bạn. Ồ, hình như mình đi lộn đường đúng không? Dưới mà. Giờ đó rồi nè. Lộn ơi, tại thấy cái đường bên kia bên này lộn đường. Con này cao quá các bạn. Phiên bản nâng chân, kéo chân nâng chiều cao. Monster ơi, con xe này nó chạy đúng không? Mà nhìn cái thằng bánh sau nó tưng tưng đảo các bạn. Ó, nó nhìn nhìn hơi bị đã luôn. Nó hơi đúng em luôn. Con này nó có xu hướng bóc đầu rồi vậy. Quay. Mập quá. Con hồi nãy mình đã chơi nó mập và con này mập gấp đôi. Con này mới cỡ blue như đếp cộng vô. Các bạn thấy nó rớt xuống rồi nó nhọng cái đầu lên trời không? Không biết nó ngồi cái gì. Không muốn tôi vậy. Vậy là mỗi lần nó nói là nó giới thiệu về lịch sử hình thành của con xe. Không, ừ, nhưng mà chung là tùm lum chứ á. Mà lúc nó nói gì cái này, lúc nó nói gì cái kia. Mà chỉ cần chốt lại một câu thôi. Nó nhiều quá. Ờ, nó nhiều. Nó nói là năm 2018 Hot Wheels chọn dòng Monster Truck để làm. Con này là con lai với hai con gì đó. À, con Bon Sacker với lại Hot Rod là gì á. Con chuyên gì á, hồi nãy là Twin Mill hả? Ờ. Ủa, không phải Twin Mill đâu ta. À, vô cái này. Cú, tôi với. 66 inch terabyte. 540 cubic inch vậy. Cái đó quy đổi ra bao nhiêu á. Bình thường mới có hạt lay tầm khoảng 114 nè. Không yếu quá các bạn. Chạy này nó không có vui gì hết trơn. Nhưng mà chạy xong nó cho mình con này thì ok, mình suy nghĩ lại. Này mình đem đi cán đầu với đứa kia được. Cứ lục lùng trong tim mình. Một cây hai nữa, liệu mình có kịp. Destination đây rồi. Mai đẹp tini. Oh shit. 2 phút 8, 2 phút 9, 2 phút 10. À, 17, 18, 19. Rồi là lâu lai. Sao? Sao lại có thể được? Ai rồi cũng khác thôi các bạn. Tại vì cái quả bay của mình làm lại tới 2 lần bay, lần thứ 3 mình rút kinh nghiệm hơn. Nói chung dây kinh nghiệm của mình còn dài lắm. Thì 3 sao, quá đơn giản. 2 phút 16 giây, trời dư 4 giây, tặng nó luôn. À, thế là xong rồi, giờ mình chỉ còn đua mấy cái map kia để mình đi kiếm huân chương rồi mình mở lên cái con này nhìn nó dị dị giống như mấy cái con xe phi thuyền á các bạn. Đấy, mình được thưởng xe đây.
Tôi muốn stand là thế là xong cái chapter rồi. Bây giờ các bạn cần phải đua để lên lấy cái con này, lên S2. Còn mấy cái này là WRSCIARX. Sao nhiều vậy? Subaru có con này nữa hả? Cái tên nó dài quá. Để mốt mình đưa cho các bạn xem ha. Cái này thì dễ thôi, làm cái một. Mình còn thiếu 348 con chương nữa. Trong cái ranh này mình mới làm được 25% mà. Bên này thì 95, này thì 100. Ok, thì mình cũng sẽ phải tạm dừng cái video Forza Horizon 5 Hot Wheels ở đây ha. Nếu mà thích cái series game này, nhớ đến kênh mình cũng như like video và share với mình. Hẹn bạn trong tập sau. Tập sau đó mình gả đôi với mấy đứa kia chứ hôm nay cũng khá là già rồi. Cho nên thôi hẹn bạn video sau nha. Chào các bạn, bye bye.